có không? Thì con cặp đuôi lên đi vũ vũ kiếm cảm giác giống như mấy con kia kìa. Đó, đó, à, cái tay. Trời ơi. Trời ơi, con cá tơi khủng lộ luôn cả nhà ơi. Cái tay nó vô là nó vô không nổi đâu. Nó vô cái không còn gì dám vô á. Con luôn bự hơn mấy cái con luôn bên kia luôn, nó dài hơn luôn. Trời ơi, con cá tơi. Này này con như tao con sáu bự cái vậy. Trời đau lòng thì chứ nó vô nó quặn banh lú luôn à. Vậy có con gì dám vô? Rồi hất lên bờ cho cả nhà xem luôn bên đây. Rồi mình phóng thanh nó luôn ha. Hất bờ cho mình thả luôn. Phóng thanh luôn chứ. Ừ. Mình bà này con bắt lòi hai cái tay ra đi rồi ở ngoài mình bắt được nhớ tép rồi mình bắt. Trong đây cũng còn tép. Cái tơi nó dài mà nó ấy hơn cái mấy con cá tơi bữa mình đổ bên kia nữa. Ủa con này nó sạch rồi hai. Sạch sẽ. Con bữa con này kia đang hôi con này sạch sạch tơi luôn. Lo. Ừ. Ờ con đó hơn 4 kg luôn á, bự hơn con hôm bữa luôn. Quá luôn. Con này cặp luôn nè. Nó đi lặn cặp. Ờ nó vô nó quặn mấy con cá không còn gì đó. Ờ hai cái tay hết hồn hết tay không? Bây giờ nó quặn. Cái tay nó mập ghê hay. Cái tay bự mập ghê. Cái tay này ngon nè bé ơi. Bắt quá hùng đi. Bắt quá hùng đi. Ờ, cái này cái nha. Nó như con cái con khủng long rồi cái nhà ơi. Không gói lương con. Con đi bắt đi bỏ vô hùng đi chứ hai cầm này vô. Cái nè, đây nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nè. Nãy con nhỏ nào rồi, con chưa. Con nhỏ bên đây nè. À, nhỏ nằm mệt á. Ủa, cái tay bự rồi. Đó, nó nằm ở dưới găm đó. Hô. Ủa. Cái tay này nhìn nó sạch hơn mấy cái tay bữa ha. Ừ, con kia cái hầm đen quá. Nằm đây nè. Yeah. Ok, anh em bên bắt con cá tơi luôn nha cả nhà. Bắt cá tơi về đi rồi anh em bên sẽ tính sao. Đây. Con cái nhỏ con bắt hơn nó chùi con tia sao mình. Đây nè. Nó xuống được nước nó mạnh quá chứ Kha ơi. Coi. Nó mạnh hơn của mình nữa. Con cái tên là mập thù lù luôn béo thấy thèm luôn á béo. Quá, mập luôn mà, con cái tên mập luôn. Thôi anh em bên giữ con cái tơi là ê con bỏ vô đó luôn hả? Ờ cái bao kìa, có bao của mình. Có cái bao kìa, bỏ cái bao kìa. Rồi ba anh em bên chào cả nhà nha. Sự cái chuyến đệ phẩm đầu tiên đổ vốn của anh em bên ngày hôm nay nha cả nhà. Cả nhà đổ coi cô béo đổ ra nè. Thắc hồn chưa? Hai anh em có tò mò thắc mắc không? Quá tò nha. Dính cây cân lên cân đi. Con này ba chú bên mua nó 5 kg á. Đây là mấy hàng cá tơi mà hôm sáng này anh em bên đầu dớn nữa nha. Hôm nay thì anh em bên sẽ quyết định làm một con cá tơi nha, làm đãi cho cả gia đình luôn. Con cá tơi nhỏ đó mình cho cô Năm đi, hồi nãy hay có cô Năm đi ngang á, hay có hỏi cô Năm rồi. Cá tơi này anh em bên sẽ xử. Ừ, mình xử con cá tơi bự này đi. Quá tài quá đó con cá tơi. Con này con bé 4,5 kg chú ha. Chú bên 5 kg quay qua đây. 4,5 kg. Mẹ có lén lấy cần cần không ta? Đây. Bên cần thử nha cái gì? Đây nè Minh. Rồi. Ký. Ký rồi. Ký. Bỏ vô. À 4,5 kg thiệt béo. 4,5 kg của mình đâu chính xác luôn á. Rồi. Quá trời cái tơi. Vậy gần trả con. Ờ vậy gần trả đi. Rồi bỏ cái tơi vô cái thùng đi. Dạ. Con này chừng 2 lạng à. 4,5 kg nha. 2 lạng gì má? Cái tơi gì mà 2 lạng? 2 lạng không? 1,5 kg má. Cái tơi gì 2 lạng? Cái tơi nghĩ sao mà nói 2 lạng? 2 kg à. Con đoán 2 kg thì đúng nhưng mà đoán 2 lạng là thua nha. Rồi. Rồi, giữ đi. Con kia con cái nhỏ đi bắt cái bự mà thịt. Vậy con kia con nói đúng rồi. Nó nhớt quá tài luôn cái nhà, công nhận cái loại cá tơi này mấy cá càng bự á, cái nhớt nó càng nhiều luôn á. Coi nè. Hết hồn cái tơi. Hết hồn cái tơi chứ. Bên lấy mà bù nhùi cửa chơi bổ cái hàng cửa chén mà bên chạ luôn á. Còn cá tơi này thì bên mần xong ở cái nhà rồi bên sẽ ra nha. Bên hôm nay cá tơi này bên sẽ nướng ghiền mẻ. Ghiền mẻ với nghệ. À chấm với ớt siêu cay của mình mới được. Thấy chưa? Cái tơi mập thiệt luôn, mập hơn mấy cái tơi lần trước anh em mình nữa. Ừ. Nhưng mà cái kia đen, cái này nó trắng ha. Chắc này... cho tùy vô cái đề nó ở quá. Cái này em nghĩ là cái khu ngoài đó không có ai ở hay nguyên cái khu vạt vườn ngoài như vườn quen vậy. Ở lâu năm ở ngoài. Vậy là bữa nay mình ăn được cá tơi mà là cái loại cá tơi này thì ai nghĩ cũng là cái loại cá tơi nuôi thôi. Tơi nuôi, tơi phi. Nhưng mà nó ra ngoài nó sống quá cái nha.
Ừ. Nó bự thôi. Chứ cái loại cái tê vàng, cái tê trắng ở ngoài là nó không có bự dữ gì đâu. Đúng rồi. Nguyên cánh vô cái tê bự này hay quấn lộn cái tê lấy cho nó tiếc rồi đó. Hôm nay anh hai mừng cá thì mình chuẩn bị gia vị. Cái này làm đãi cho đại gia đình mình luôn á. Ừ. Với ba anh em mình về sơ thấu. Ăn gì hết. Rồi quá trời gái không à. Chú mình sẽ dọc hay là mình sẽ ngang đó ha? Banh nó ra luôn à. À banh ra phải không? Rồi mình lóc cái xương ra bắt đầu cái mình khứa hạt lựu không? Đúng cho rồi. Nó hầm. Nhức nách. Béo ngó bà, béo nhìn cái thịt cá nè béo. Trời ơi, có eo luôn ha. Ừ. Đẹp dữ vậy. Đây. Ừ. Ừ, nha. Quay sát cho mọi người coi cái thịt cá trê của ba anh em mình nè. Nè cái này coi nè. Như cái hồng vậy. Lát xét thịt á, cái thịt đẹp ghê. Tới đây được rồi, hai cắt cái kia xương dữ ra. Thấy thèm không? Xong rồi cả nhà ơi, Vinh sẽ gửi lại rồi Vinh sẽ để cho nó gáo nha. Nè cái nhà quay sát cho cả nhà xem nè. Con cá trê này thịt nó nhiều mà nó mỡ nó đẹp ghê luôn á. Ừ, thấy ghê không? Dạ. Ừ. Chà bá luôn. Rồi. Quá đã. Để đây lắp thịt xíu nữa. Để xem cho. Em ngồi lạc rau rồi đó. Cái này xong rồi nè. Trời ơi nó bự. Tán hết hồn không? Chà bá luôn. Trời ơi thịt. Cái phần nó giống như cái tầm nướng vậy. Thôi mình tưởng tượng cái tầm đi. Mình sẽ gáo cho phơi cho nó gáo nha cái nha. Đi khô bớt cái đã. Thôi mình nướng nước gia vị cho thấm nó ngon. Tại mình làm hơi kỹ á. Đây. Phơi nắng con. Cây này chịu nổi nó đi nữa nè. Rồi cây đó chịu không nổi á. Cây ngoài. Đây được không? Được, đó cũng được. Ừ. Yeah. Dữ rồi. Bây giờ thì mình sẽ ướp nó nha cả nhà. Anh em Vinh ăn món cái tê nướng này với chung với một ít gỏi xoài nha. Bây giờ Vinh sẽ gọc ra nhẹ ra về cho nó thấm như vậy hơn. Thịt mình cảm giác nó chắc luôn á cô bếp. Cái già đây chắc cũng dữ lắm hả? Ừ. Già đây chắc có giòn luôn á. Cắt theo cái chiều này thôi. Chúng mình xử lý cái dĩ giờ thiệt ngon á. Ừ. Rồi đầu mình vét dầu viết đồ vô cho ngon phải không? Nó nhiều lại đúng rồi. Vét dầu nhiều nhiều với đồ. Cho cái da cho nó đẹp thôi. Thôi giờ mình xắt xắt dài đi mình không xắt hồng lựu luôn. Thôi sợ nó bể. Đúng rồi. Không dễ bể lắm. Chú này chú mình xắt nghe tiếng đảo chú ơi. Nè, đây nè. Ồ, con sẽ gục. Sẽ thịt được nó nè. Xác nghe nó vui. Đó, nghe đã. Thì giao tôi bén chú ơi. Giao Nhật vậy hả? Cái này là ghiền. Có một ít ghiền nhiều nha. Cả nhà còn có nghệ ở chẳng nữa. Và cũng ghệ nhỏ nữa. Bên sẽ ướp hết làm gia vị hết cái tô này luôn nha. Cái tô luôn. Chút vô cho thấm cho đã. Đúng rồi. Này, cái này là củ ấy lộn. Ok, mẻ. Cơm mẻ bên xay ra nha. Nướng ghiền mẻ là phải có ghiền với mẻ mới được. Cho gia vị vô. Đổ muỗng khác liền. Đây chắc. Bột ngọt nè. Bột ngọt nó nhìn tiếng chứ nó muối chứ. Chết luôn rồi con. Đây muối nè. Nhìn dần thêm tí đường nữa nha. Tí thôi. Để nướng cho nó ngon. Cho thêm ít dầu ăn cho nó nha mọi người. Lên. Vậy đây này cũng mình quay vô tô gia vị đồ nướng của chú Vinh cho cả nhà thấy coi được không. Động lên đậu đều lên làm cho nó tan gia vị hết mới được. Đã quá đau quá. Ốp xíu cho nó ra cái mùi nó cái gì ra cái mấy cái tinh chất của ghiền với nghệ á. Dạ. Rồi lên nha.
cá tê mà làm hai cái mẹt mới được. Trời ơi nhìn nó đã. Bắt đầu anh hay tay tét. Tay tét nghe ghê không? Tẩm ướp đó. Massage đó mình. Dạ. Massage rồi cho nó đi xung khói nữa. Ủa cho nó lên nầu. Dạ hơi. Cái này anh em đi ướp cho thấm á, chút xíu rồi sử dụng nó cơ bắp. Nhìn đã quá à. Cái da đâu có thấm đâu đúng không? Mình ướp cái bụng nó thôi. Dạ đúng rồi. Cái da nó không có thấm đâu. Lên tới tờ đây luôn nè. Cái tê mà chơi hai cái mâm chịu không nổi nó. Hỉ quái. Hỉ quái à, nước lên. Nhông ghê. Nghĩ cái mùi nó thơm nó lạ chứ. Hơi chất bị ngon quá. Bây giờ bên xe lộ nó qua đây, bên đem ra bên phơi nắng xíu rồi trong thời gian anh em bên đi nhúm nha cái nhà, nhúm lửa. Này nhúm lửa với làm nước gỏi cái này là sắp có ăn nè hả? Có cho muối ớt cũng được. Muối ớt, có cơm chưa? Chưa có cơm luôn. À nhúm xíu nấu cơm luôn. Không qua nè. Thôi vô. Giờ trong thời gian xe lửa than thì tổng gỏi với làm chén mớp. Cô Minh mà làm mớ không ngon là cá của chú Bình không ngon luôn á. Cô Minh quan trọng lắm á, giỡn mặt à. Nói chứ hồi đó giờ cô Minh chỉ làm được chén mớp rồi cả nhà. Chứ được mắm rồi cũng được nha hai. Nước mắm hơi mặn, mấy lần em lại rồi. Thấy dễ gỏi xoài là thấy là thấy hết nồi cơm rồi đó. Thì nó dính vô với cá mới ngon, củ sồi không cũng đâu ngon. Không có tanh tanh không? Con chưa bật lại cơm. Không em như vậy tên. Nó bật lại cơm đấy. Cái thời kia cũng không nổi luôn á. Hơi nắng giờ nó chín luôn rồi. Để cầm nhìn hai cái mâm đi. Dạ. Ở đấy thì nóng không? Thắp thuốc cho này có thấy. Đấy, cái này nhiều quá chứ nữa gia vị của mình nó sẽ bị khét nha. Cái nhà từ nãy giờ bên nghĩa là nó thấm nhiều lắm rồi đó. Với lại mà nó dính nhiều quá nó đắng. Ừ. Nhìn cái đẹp với chú Yên. Cái pin này con mà. Ừ. Nè. Ăn chưa? Còn rồi này. Nó rửa luôn. Gút lại thấy không? Dạ nó gút rồi một khúc luôn á. Nó co lại. Hết rồi. Rồi mình trở cái cô bé ơi. Để đây coi. Tôi lại dưới nóng nha. Ô. Cái dây gì thôi mới tự chửi được nó. Dính không? Ngon không dính. Đầu mình ngon mà. Nó co lại chứ ha. Giật lại hơi bằng như cái vỉ luôn à. Bằng vỉ vậy đúng. Đây là cái em khó lọc á. Ý hay nói là cái đầu tiên để mình để cho cái con cá nó vuông với cái đầu rồi. Cái sau là mình để lại là gì là ngon nè. Cái gì con cá nó vô giữa. Một cái khó mấy cái kia nó dễ. Nó rút lại bằng cái vỉ rồi. Thôi mình kéo cái vỉ tới kéo luôn. Đúng rồi. Đẹp quá ta. Là cái đầu này, này mình chỉ là để cho nó đẹp thôi chứ mình nướng con không cần chích luôn. Quá trời. Sôi quá trời sôi luôn. Cái mỡ của cái tê này nó mập á, nó mỡ nó lên xèo luôn á. Ôi đẹp quá béo. Cái này chịu khó anh em mình đỡ thường thường á. Nó cũng như canh đó cả nhà. Ôi nó vàng lên nè. Cái mùi mẻ nó thơm quá trời. Cái mùi củ ghiền á. Khô không? Chưa khô lắm. Nướng lâu lâu á cho nó khô cho nó ngon. Cá tê quá đẹp. Lửa nó dịu rồi đó. Ừ. Dễ nướng á. Ừ. Mở kẹ xuống nó cháy luôn. Chút khi quay đầu cái nha mình. Dạ. Chút xíu đưa cái đầu cá tê quay xuống đầu bên dưới. Ok. Bên dưới nó dính hả? Ừ. Vàng tươi luôn mọi người ơi. Cái củ mẻ nó không nó vàng đẹp ghê luôn á. Phần đuôi ngon rồi đó. Giờ còn tập trung vô phần đầu của nó khô nó mới ngon nữa. Nè mọi người coi nó sôi nè. Nứt thịt luôn. Bởi thịt liền.
quá đã luôn. Thơm quá mọi người ơi, cái mùi mẻ nướng thơm dữ dằn. Hết mùi, hết mùi, hết mùi. Nghe đẹp chưa? Giờ nó chín hết rồi cả nhà, nhưng mà anh em biết định là để nướng cho nó khô quá, nó khô ăn cho nó ngon. Cái mùi mỡ của con cá trê lên nghe mà ngán luôn á. Cái phần đuôi nó dẹp lại, nó khô lại nhìn thấy ngon á. Cái hải khi cứu cứu cái vợ nó chứ kích lại tao rồi. Khô ngon lành. Thôi em dữ luôn rồi. Thôi bây giờ anh em mình cho ra luôn đi, anh em Vinh nướng tàn lửa luôn cả nhà. Con cá trê khô rất là ngon luôn. Chưa? Rồi, cho nó ra luôn hay thầy tội. Lên. Còn lấy cái mâm ập lên cái tay đi. Ập lên. Đúng rồi. Hay quá. Quá đẹp. Rồi, bây giờ lấy kéo lấy dĩa, cắt nó ra. Ok. Thơm ghê luôn á cái nè. Đây bây giờ anh em bên quyết định nghe con cá trê này, anh em bên phải cắt ra hai đĩa luôn, một đĩa cho anh em bên, còn đĩa mới đem vô cho nhà nha cả nhà. Đó, khi cái cá trê rồi mình nướng xong á, nóng ăn nó mới ngon, còn mà nướng mà mình để nguội nó ăn không ngon đâu, đồ nướng lúc nào cũng vậy á. Đó, đây giờ anh em bên nướng mới xong là bên con đồng hồ là 11:30 á, là vừa bữa cơm trưa luôn á, mẹ của mình với ba của mình bên mới thấy làm về luôn, nên sẵn cắt vô mời cô chú luôn, nhỏ xíu nữa nha. Chứ để như vậy khó. Trời ơi, nhẹ dồn. Không phải cái da là con nghe cái kỳ đó con. Hay thử rồi kìa. Con dính mấy miếng mẻ nhiều thì ở miếng ghiền nhiều thì hơi nó hơi nhẫn nhẫn. Nó hơi cũng như đậm vị quá. Dạ. Còn cái thịt thì nó ngọt ngọt, ngon lắm. Sao mày chèn cá luôn vậy? Chứ phải sắp giống người ta hả? Mỡ. Ôi cái này là dĩa cơm làm miếng này thôi được rồi. Cho vô. Đây, đúng rồi, đây cái chén đó của em. Đây, cái này để dưới đây đi. Ok. Rồi. Cái này cái này. Cái phần này cho về ba mẹ của mình đi. Quá tài nặng quá. Chị vô, chị vô. Ồ, hay quá. Rồi, cái này con chạy về liền luôn của mình. Thấy ba mẹ ấy, chạy về liền cho ba mẹ đi. Còn phần này kinh về nhà luôn nè. Còn phần này là của ba anh em đi. Đó. Con. Rồi, ra lẹ nha. Ra chậm xíu là nó nguội là chú Vin với chú Kha mà không ngon luôn á. Tê khổng lồ. Thôi ba anh em Vin mời cái nhà ăn con cá tê khổng lồ cùng ba anh em Vin nha. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Thử được. Cái gia vị mới nướng viên mẻ thế rồi hai anh em. Làm liền con cá tê tính gì tính hả? Phải cay nha. Thấy làm chén mớt rồi, chú Bình thấy con tới bến chén mớt rồi đó. Con cá nó béo. Sau cái lớp da này nó là một lớp mỡ rồi, xong một tới lớp thịt. Đúng rồi, Huy Lê ra cái nhà có thấy á cái nhà. Cái mỡ rất là nhiều luôn. Nó hơi béo quá, chứ không ăn cửa béo nhé. Nè cái nhà câu nè, cái phần mỡ của nó còn nhiễm ra luôn nè. Nè, đậm ở dĩa nè. Cái gia vị của nó hấm lên đây rất là thơm luôn. Từ nãy anh em mình phơi cũng lâu á béo. Đúng rồi. Chắc cũng tầm 15-20 phút nhưng mà phơi nắng cái nhà nó thấm dữ lắm. Nên nãy pin lắc ra. Nó là thấm rồi kìa mà thấm có lớp luôn rồi ha. Được không? Mà thấy được không? Mà ngon không? Ngon. Thôi chút gì hỏi mẹ con với ba mẹ con coi ngon không nghe. Thôi để pin cái nhà ơi. Pin thấy chạy miếng quá, pin tán miệng tước cái này cho bớt chạy miếng cái đã. Pin bắt trước hay tòi nó luôn. Nhà cái nhà coi của mình đem tiếng ớt nè. Ớt nè, thằng thấy muối đâu luôn á. Em làm cũng quá nha. Trời mở nhảy lên nó nhiễu rồi ha. Cái da căng không được. Cái da nãy em nhai dập nuốt luôn. Da chắc tại mà mở nó béo nó nghiến. Ăn này ăn với gỏi rồi phải rồi. Ăn mà miếng gỏi rồi mới được. Cắn thêm đó hả? Sao cái lớp da của nó mở nóng lạnh hay ha. Quá thì nóng quá thì mở luôn. Cái da nè. Bỏ cái bằng da ra. Bằng da hay dai, ăn thịt. Da thiệt luôn á. Cá khi quái này nó ở chắc cũng lâu năm rồi. Đúng rồi. Hiểu quá tâm hao trong năm. Làm nó không thịt.
Trời, cá tê mà lúc mình rắc thì mình thấy cảm giác nó dài vậy mà cái thịt nướng xong mà nó không dài ha. Ừ. Rồi cá tê này á, nó thấm cái mùi gừng quen ngoài á. Ăn cái thịt nó không bị hôi. Còn mấy con cá tôm hầm á, hồi đó em có bắt một lần mà đem lên hai sào lăng á, tên lúc mà hai còn bán quán nhậu hay nhớ không? Đúng rồi, cái thể ở đâu đó. Các bạn con cá tê này luôn. Mà ăn cái thịt của nó hơi bị hôi. Nấu thêm cái nấu nước cốt dừa với lại béo béo nữa, ăn nó cái mùi nó không có ngon cho lắm. Ờ cái mùi nó hăng lắm. Ở nhà mẹ bắt được em bắt mấy con là mẹ nhà phơi khô ăn nó cũng vẫn hôi. À. Tại vì nó ở tôm hầm mà dạng như người em biết nha. Là con cá nó nằm trong cái hầm mà người ta mần heo á. Ừ. Rồi đầu cái ba cái máu với bắt đầu với ba cái nảy kia nọ người ta bỏ ta luyện hết á. Để cho nó xử lý á. Ăn cái người ta bỏ vô. Đúng rồi. Cho kêu một cái tê hầm là người ta nuôi để người ta xử lý mấy cái nước thải này kia cái nha. Cá hôi lắm, cá ăn hôi lắm. Ai, mấy tên cá này không sợ. Đây thiệt á. Cá này á, tại sáng thấy nó đẹp với nó mập. Kêu hay làm ăn chứ mà thiệt chứ cá mà nó đen hồi em lên em cũng không dám ăn nữa không? Không. Đem lên còn há luôn. Ừ. Da nó hơi bị dày luôn á. Hồi lúc mình vinh lên ra há luôn. Trời nó mập lù luôn. Cái hẻm đó coi luôn. Lúc mà pin mổ cái bụng nó ra cái nha. Nó có mỡ nữa. Nó cục mỡ như cá ba sa vậy á. Đúng rồi. Ây chang như con cá hú vậy đó. Nói cá hú là chính xác rồi, tại cá hú lúc này nó cũng cái bụng nó cũng có lớp mỡ. Ừ. Nè. Cho cái muỗng. Nó lấy cái muỗng. Xem mình vô cái ớt luôn nè. Ăn vô có mùi ghiền nó thơm. Ghiền nói gì nữa con, ghiền nó mẻ là đi chung mà. Nó chua, cái mùi mẻ nó thơm cái nha. Làm cái món ăn mình nó bớt ngán rất là nhiều. Thêm cậu thêm gỏi, muối ớt chanh nữa, còn gì bằng nữa. Cái con thấy cái này là banh rất là cái gì gỏi hả? Có gỏi ăn cái thịt cái tê đỡ ngán. Chứ nở cái tê không á, nó mở vậy ăn ngán. Ừ, đúng mập rồi. Quá. Hợp lý. Gỏi. Cá chứ. Cá tê kẹp gỗ chạy. Cái nhà có biết mà mấy con cá tê bự như vậy mà có cái món nào mà ngon không cái nhà? Ừ. Kể với anh em đi. Cá tê bự vậy đúng ra thịt nó phải ra nó răng chắc cái ra mà cắt ngắn nó bể ra ha. Ừ. Cái cá tê nhỏ nấy mà nó vui. Bữa nào anh em đi kiếm cái con gì nữa mình nướng gì nghỉ vậy ăn ngon quá. Cái này con cá hồi bữa nay mình kiếm con này cũng đậm đặc gì á, gà vịt chim hay con gì á, thứ gì mẹ ra vịt như thế ra vịt thôi vịt mà nướng cái này ngon chứ bộ mà phải nướng cho khô nha. Nói về cái nói câu này chắc gì có mấy anh cho mình lần cái câu kêu quá em. Không có ăn đâu nha, đừng có lần câu đó nha. Hôm bữa mới đặt đến bà coi không biết là con vịt mà bữa hôm bữa hay làm món gì nướng gì hấp dẫn ghê luôn á. Nướng nơi cũng xương hả? Không phải, còn rươi chặt cây cục hấp dẫn ghê luôn á. Nhưng mà không nhớ tưởng nó tên gì luôn á. Nhìn nó vàng nó đẹp ghê luôn á. Của anh em mình. Ừ. Thấy mà thấy hèm luôn á. Chặt cây cục á. Đúng rồi, nướng lên coi xong rồi mình chặt ra á. Ừ. Nó đẹp hơn gà quay luôn. Nhưng mà coi lên của bạo kiếm á. Là thấy kẹp miếng tỏi với cái miếng cá tê đắp miếng ớt để lên trắng vô cái tay cái nhà coi nè. Con cá tê bự cái gì mấy anh có nhậm mấy anh nhậu rượu nha, nhậu bia nha, nó mệt ngon ngang lắm. Giờ tổng đóng mỡ không hả? Nó bụng để chén rồi. Cái phần ngon nhất á, cái phần gần với gia vị nó vàng á. Đúng rồi. Rồi mấy anh em mình cứ lựa cái nào ngon nhất ăn tới.
nè, dời qua bên chục con bên đó, chục hai bên đây, mình cứ dời qua đi con. Con mấy cục này chà bá luôn mà, chà bá như con cá luôn á. Cái da không nhận dài quá hay ơi. Nó dài. Nó dài nhách đồ nướng mà cái nhà thấy nó phồng lên cái đó mà nó dài mấy anh em ấy. Để phải để tao lại luôn á, cái nhà biết nó dài cỡ nào à. Cái nhà coi clip này. Bữa nay á là hai anh em pin đi đậu vấn một bữa sáng nay thôi nha. Nhưng mà có rất là nhiều món, rất là tức là bữa nay là anh em pin rất là hoành tráng, bữa nay cái nhà chào đón xem clip sau nha. Coi bình chơi gáp cái phần mà anh em bị đậu vấn cho anh em xem. Tại vì thấy hai được hai ba món ngon, hai món ngon nên bình đậu vấn lần này thì bình làm hai clip nha. Không phải đâu, tại vì hai món ngon nên muốn làm cho cái nhà xem. Bữa nay chỉ là cái khúc bắt con cá tê thôi, ngày mai sẽ là nguyên cái khúc mà đi đậu vấn. Cái đậu vấn lần này lạ lắm. Đậu vấn có con gì là lạ. Chấm này lươn tôm, lươn cá, ốc đủ cua, hướng luôn á. Cua, cua tép tùm lum. Cua ít. Nhưng tép thì cái chuyện tép với cá nhỏ là anh em mình có rồi, ngày không có. Nó là hàng ngày. Có ốc hả? Ốc nữa. Cái nhà đó coi con gì hết á. Cái nhà trời coi clip mà anh em đi dạy giới dưới ra nha. Con gì nó lạ lắm hả? Dế cá anh em đi ăn không hết nổi. Trời nó ngán cái nè. Nó ngon mà nó ngán. Cá mập quá. Con này còn... cá ốm quá thì mình chê. Nói cá ốm quá nhớt không? Mần cực. Còn cá mập quá thì ăn bỡ quá. ăn hơi ngán hả? Hơi ngán. Nhưng mà cái gia vị á, nó hấm vô trong từng sớ thịt ngon. Cái phần nào mà nó khô là nó ngon. Ở phần nào ướt là nó có mỡ. Nơi nghiếm. Mà mỡ nhiều thiệt. Mà cả nhà nghĩ đi anh em biết đốt mà còn 15 ngàn miếng cháo là nhiều lắm á. Mà đúng cho nó tan luôn á mà nó không khô ngọt. Này để cho mấy anh nhậu ngon. Thôi ba anh em mình tạm biệt cả nhà nha. Bye bye cả nhà.